Kính chào bà con và các bạn. Rất vui được gặp lại bà con và các bạn trong trang nông nghiệp do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị thực hiện. Chương trình tuần này có các nội dung đáng chú ý sau: lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ hè thu và thu đông năm 2021, lợi ích kép từ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Trước tiên sẽ là trang tin nông nghiệp, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, vừa qua tại thành phố Đông Hà, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi lợn theo quy trình an toàn dịch bệnh và cách phòng chống một số bệnh mới trên gia súc cho 30 học viên là khuyến nông viên, cộng tác viên khuyến nông, nông dân chủ chốt của các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 55 thôn, 34 xã của 6 huyện, thị xã, nên việc hướng dẫn cho người dân phát triển chăn nuôi nhưng đảm bảo an toàn dịch bệnh là cần thiết. Thông qua các lớp tập huấn, giúp cho học viên hiểu biết về chăn nuôi lợn theo quy trình an toàn sinh học. Những yêu cầu về con giống có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng theo quy định, về thức ăn, nước uống, chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh thú y, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường để thực hiện chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Ship tổ chức hội nghị đánh giá giống lúa mới TBR97 trong vụ đông xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Giống lúa TBR97 đưa vào thử nghiệm trên đồng đất Quảng Trị được 3 vụ. Vụ đông xuân năm nay có quy mô hơn 70 ha, trong đó huyện Triệu Phong 65 ha, huyện Vĩnh Linh 6,5 ha. Qua triển khai mô hình cho thấy, thời gian sinh trưởng giống TBR97 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm ngắn ngày, phù hợp để bố trí cho sản xuất hai vụ đông xuân và hè thu trên địa bàn tỉnh. Giống TBR97 có khả năng đẻ khỏe, cứng cây, ít đổ ngã khi có gió lớn, khả năng chống chịu sâu bệnh lớn, nhiễm rầy ở mức nhẹ, thấp hơn đối chứng. Có thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng với điều kiện khí hậu và cho năng suất cao hai vụ, bình quân đạt từ 60 đến 65 tạ trên 1 hecta. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương tiếp tục bố trí sản xuất thử trong vụ hè thu năm nay. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nghiên cứu đưa giống lúa TBR97 này vào cơ cấu bộ giống lúa chủ lực của tỉnh để sản xuất đại trà. Kính thưa bà con và các bạn, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, khô hạn và lũ lụt cuối vụ, đảm bảo sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2021 thắng lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng chủ lực trong vụ hè thu và thu đông năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau. Đối với cây lúa, 1. Cơ cấu giống. Sản xuất phải sử dụng 100% giống lúa thuần ngắn ngày và cực ngắn. Khuyến cáo sử dụng các giống lúa chất lượng cao, giống được thị trường ưa chuộng, cứng cây, chống đổ ngã, ít nhiễm sâu bệnh và chịu nắng nóng tốt. Tăng cường sử dụng cấp giống nguyên chủng hoặc là xác nhận. Lượng giống gieo xạ là từ 70 đến 80 kg trên 1 hecta. Các giống lúa cơ cấu vào sản xuất như sau. Các giống chủ lực là HN6, HT1, Bắc Thơm 7, HC95, Đài Thơm 8 và Khang Dân. Các giống lúa bổ sung là Thiên Ưu 8, RVT, NA2, An Sinh 1399 và Bắc Thịnh. Các giống lúa triển vọng như TBT cực ngắn, VNR20, Dự Hương 8, DCG66, QS447, DQ11 và TBR97. 2. Về khung thời vụ. Ở những vùng ruộng chủ động được nước tưới, nhất là các xã vùng trũng thuộc huyện Hải Lăng và Triệu Phong, phải bố trí thời vụ gieo cấy sớm từ đầu tháng 5, kết thúc gieo xạ chậm nhất đến ngày 20 tháng 5, đảm bảo thu hoạch trước ngày 20 tháng 8 năm 2021. Ở những vùng ruộng cao, ít bị ngập lũ, không chủ động nước tưới, lịch gieo xạ có thể bố trí muộn hơn nhưng phải đảm bảo thu hoạch trước ngày 30 tháng 8, chậm nhất là đến ngày 5 tháng 9 để tránh ngập lụt khi mưa lũ xảy ra. Lịch gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2021 như sau.
Các giống lúa RVT, HC95, Bắc Thơm số 7 và các giống tương đương gieo thẳng từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 5. Giống lúa Thiên Ưu 8, Khang Dân 18, HT1, Đài Thơm 8, An Sinh 1399, HN6 và các giống tương đương gieo thẳng từ ngày 15 đến 30 tháng 5. Giống lúa TBT cực ngắn và các giống tương đương gieo thẳng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Thưa bà con và các bạn, đối với cây rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày, bà con cần mở rộng diện tích trồng lạc, dưa hấu, rau màu các loại trong vụ hè thu ở những chân đất có đủ độ ẩm, chủ động tưới tiêu. Chú trọng chuyển đổi các diện tích đất sản xuất lúa hè thu thường xuyên thiếu nước, hiệu quả thấp sang các cây trồng cạn phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường sản xuất ngô và các cây vụ đông khác ở vùng đất cao, ít bị ngập lụt khi mưa lớn xảy ra. Cơ cấu giống. Cây ngô. Sử dụng các giống ngô NK54, CP888, LVN10, Thịnh Vượng, 9999, HN88, 68, Nếp Nù và MX10. Với cây đậu xanh, sử dụng các giống DX208 và DX044. Cây lạc, sử dụng giống L14, L27 và L23. Cây dưa, sử dụng các giống dưa hai mũi tên đỏ, Thiên Sơn 74, Trang Nông TN547, TN755. Sugar Baby, Hắc Mỹ Nhân, dưa gang và dưa chuột. Về khoai lang, sử dụng các giống có triển vọng như khoai lang Nhật Bản ruột vàng VC06, các giống khoai lang địa phương khác. 2. Thời vụ gieo trồng. Đối với đậu xanh, lạc, ngô vụ hè thu, bà con tranh thủ thời vụ để gieo sớm khi đất có đủ độ ẩm, cần lên luống cao, có rãnh để thuận lợi khi tưới và thoát nước. Thời vụ gieo lạc, ngô hè thu cần kết thúc gieo trồng trước ngày 5 tháng 6. Ngô vụ thu đông gieo từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Thời vụ gieo đậu xanh, bà con cần gieo ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân để tranh thủ độ ẩm, kết thúc gieo trước ngày 10 tháng 6. Khoai lang, vụ hè thu trồng từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 5 ở những vùng đất có đủ độ ẩm. Vụ thu đông sẽ được trồng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Với môn, từ, tía và ném, môn trồng từ tháng 6 đến tháng 7 khi đất có đủ độ ẩm. Từ tía trồng từ tháng 5 đến tháng 6 khi đất có đủ độ ẩm. Ném ở vùng đồi trồng từ tháng 8 đến tháng 9 khi đất đủ độ ẩm. Ở vùng đồng bằng thì bà con có thể trồng muộn hơn tùy theo mục đích sử dụng. Đối với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả, bà con cần chú ý về cơ cấu giống và thời vụ trồng cụ thể như sau. Với cây cà phê, trồng mới và tái canh cà phê phải sử dụng các giống cà phê chè Katimo có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng được các cấp có thẩm quyền công nhận. Tiếp tục xây dựng các mô hình thử nghiệm trồng mới, tái canh cà phê đối với các giống mới có triển vọng như Thái 1, TN1, 2, 6, 7 và 9. Cây hồ tiêu. Bà con sử dụng giống tiêu Vĩnh Linh và tiêu Cùa, nguồn giống đưa vào sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Cây cao su. Tập trung sử dụng các giống cao su phù hợp với điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Lai Hoa 124, RRIC 121, RRIV 103 và RRIC 100. Các giống cao su đưa vào trồng phải có nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, được các cấp có thẩm quyền công nhận. Để phòng chống ảnh hưởng của gió bão, bà con lưu ý nên sử dụng cây giống ươm bầu có tầng lá để trồng. Đối với cây ăn quả, tùy điều kiện đất đai, cơ sở hạ tầng của từng địa phương để lựa chọn các giống phù hợp đưa vào trồng như cam Vân Du, cam xã Đoài, Lòng Vàng, cam V2, quýt PQ1, bưởi da xanh, ổi lê Đài Loan, thanh long ruột đỏ, chanh tứ thời, chanh leo Đài Nông và bơ 034. Về thời vụ trồng như sau. Ở vùng đồng bằng, bắt đầu trồng từ tháng 9 đến tháng 11 khi có mưa, đất đủ ẩm. Ở vùng Hướng Hóa, trồng từ tháng 6 đến tháng 9 khi có mưa, đất đủ ẩm. Trên cơ sở thông báo lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ hè thu, thu đông năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ điều kiện cụ thể ở địa phương để xây dựng lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp trên địa bàn, đảm bảo sản xuất vụ hè thu và vụ thu đông năm. Thưa bà con và các bạn,
thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm sạch có lợi cho sức khỏe con người, góp phần cải tạo đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Vụ đông xuân 2020-2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ ở hợp tác xã An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong. Đến nay, mô hình này đã cho những kết quả rất khả quan. Vụ đông xuân này, ông Đoàn Thọ Hòa ở thôn An Lộng tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ sử dụng phân bón Quế Lâm do Trung tâm Khuyến nông tổ chức với diện tích 4 sào. Quá trình triển khai mô hình, ông Hòa đã áp dụng đồng bộ các giải pháp sử dụng phân chuồng được ủ bằng chế phẩm Chicoderma, áp dụng công cụ xạ hàng, không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học, chế độ tưới nước khoa học phù hợp với nhu cầu phát triển của cây lúa. Dạ, về cái phần cải tạo đồng ruộng thì đầu tiên là trước khi xuống sản xuất là chúng tôi đã bón 20 kg vôi để cải tạo đồng ruộng. Thứ hai nữa là dùng cái chế phẩm Trichoderma bơm trước lúc cày lật đất, cho nên là cái gốc rạ nó phân hủy và nó là tăng thêm cái độ mùn cho đất, cho nên cái đất là nó tốt một cách tự nhiên theo hướng hữu cơ, không bơm thuốc bảo vệ thực vật, cho nên cái hệ sinh thái ở trên đồng ruộng nó còn lại trên đồng ruộng, cho nên sâu bệnh nó rất ít. Đặc biệt đến cái thời điểm này là cái cây lúa hữu cơ là không đổ ngã sau cái trận mưa vừa rồi. Hợp tác xã An Lộng có 50 hộ tham gia với diện tích 10 hectare. Việc áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ sử dụng phân hữu cơ vi sinh và khoáng Quế Lâm kết hợp sử dụng phân hữu cơ hoai mục nên đất đai được cải tạo tốt hơn, cây lúa phát triển khỏe, môi trường an toàn, hệ sinh thái đồng ruộng đảm bảo, có cá, cua đồng và ốc cùng sinh sống trên ruộng lúa. Qua quá trình triển khai cho thấy, áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa tốt hơn. Thời kỳ trổ, ruộng ít nhiễm rầy, khô vằn, cho bông lúa dài, lúa sạch sâu bệnh, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh, cứng cây, ít bị đổ ngã khi gặp mưa dông. Năng suất ước tính 57 tạ trên 1 hectare đối với giống HC95, với giá bán là 9.000 đồng 1 kg, cho lợi nhuận từ 25 đến 27 triệu đồng 1 hectare, cao hơn so với đại trà từ 10 đến 15%. Để có được cái mô hình sản xuất lúa hữu cơ 10 hecta tại thôn An Lộng thì ngay từ đầu năm Ủy ban xã đã phối hợp với cấp trên cũng như là chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã về trực tiếp cùng với hợp tác xã để triển khai đồng bộ quyết liệt tất cả các giải pháp. Và đến hôm nay thì sau gần 4 tháng thì trên cánh đồng thì giống lúa này mang lại chất lượng hiệu quả khá cao, nó phù hợp với cánh đồng cũng như chân ruộng tại An Lộng, và sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này trên các cái cánh đồng trên địa bàn toàn xã cũng như là đáp ứng cái nhu cầu của thị trường hiện nay. Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình còn có tác động lớn về mặt môi trường, xã hội. Phát triển nông nghiệp theo phương pháp canh tác hữu cơ không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe con người, mà còn nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác trong sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất và nước không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng. Kính thưa bà con và các bạn, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa đông nam áp thấp phía Tây. Rãnh áp thấp có trục từ 25 đến 28 độ vĩ Bắc bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đẩy dần lên bởi bộ phận cao lạnh ở phía Bắc. Thời tiết chủ yếu là ngày trời nắng nhiều, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm ít mưa. Nhiệt độ trung bình ở vùng đồng bằng dao động từ 27,5 đến 29,5 độ, vùng núi dao động từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, thấp nhất phổ biến từ 23 đến 25 độ, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm từ 45 đến 95%.
Với điều kiện thời tiết như vậy, hiện nay lúa vụ đông xuân 2020-2021 đang trong giai đoạn thu hoạch, nên bà con khẩn trương thu hoạch để tránh thiệt hại do mưa lốc, gió giật mạnh làm lúa đổ ngã gây thiệt hại. Tranh thủ thu hoạch nhanh lúa vụ đông xuân và gieo cấy lúa vụ hè thu, đảm bảo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ở những chân ruộng cao, thiếu nước trong vụ hè thu, bà con nên chuyển đổi sang trồng các cây màu như là đậu xanh, ngô và dưa hấu. Đối với hoạt động chăn nuôi, bà con cần chú ý phòng chống nắng nóng, dự trữ và đảm bảo nguồn nước uống cho vật nuôi. Tăng cường các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh ở vật nuôi. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi Trang Nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này tuần sau.